Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video review sản phẩm của Vinmark. Và ngày hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm trong chuỗi series về máy phun khử khuẩn ULV. Đó là chiếc T100+, một sản phẩm đến từ Hàn Quốc. Và ngay trên thân bình chúng ta cũng sẽ dễ dàng nhận thấy, bởi vì có dòng chữ Made in Korea ở đây ạ, in đậm nổi ở trên. Và tổng quan về bình thì chiếc bình này nặng 3.5 kg, làm từ nhựa cao cấp, nên cái phần vỏ bình này khi mà mọi người cầm máy, mọi người sẽ cảm nhận được là cái vỏ bình rất là dày, từ phần thân máy cho đến bình chứa nhiên liệu, giúp cho bình của chúng ta sẽ bền hơn cũng như là sẽ không bị ăn mòn bởi các hóa chất. Và ở phía trước này là phần đầu vòi, nơi mà hóa chất sẽ được phun đảo, và mình có thể là điều chỉnh được cái tỷ lệ giọt xương đây mọi người, các cái chấm từ nhỏ dần cho đến lớn đấy. Mọi người sẽ xoay cái đầu vòi như thế này và điều chỉnh cái giọt xương rất là mịn, chỉ từ 5 cho đến 50 micromet. Nên cái chiếc bình này thì việc phun khử khuẩn khử trùng trong gia đình cực kỳ là tiện. Này thì trang bị motor tốc nhanh 1250W, nên là khi mà khách hàng của Vinmark sử dụng thì bên mình luôn luôn lưu ý với khách hàng là mọi người sẽ sử dụng liên tục trong vòng 20 phút và sau đó thì mình sẽ cho máy nghỉ 5 phút để máy của chúng ta sẽ không quá nóng cũng như là sẽ bền hơn trong quá trình mà mình sử dụng. Dung tích bình chứa nhiên liệu sẽ là 4 lít, và ngay ở trên thân bình cũng sẽ có chia vạch rõ ràng, nên là khi mà chúng ta sử dụng thì mọi người có thể là chủ động về cái lượng hóa chất mà mình phun ra. Đây ạ, dây điện sẽ là dây 10 mét, nên là cái việc mà chúng ta di chuyển cái bình cũng khá là dễ dàng. Các bạn nhìn thấy này, rất là nhẹ nhàng. Khi mà mình phun thì mình sẽ để một chỗ để mình phun, dễ dàng trong việc cầm di chuyển đi lại. Các anh em mà mình phun khử khuẩn khử trùng ấy thì mọi người cũng rất là hay ưu tiên sử dụng dòng máy này, bởi vì thứ nhất là nó rất là bền, thứ hai là chi phí giá thành nó cực kỳ là ok. Mọi người mua máy thì mọi người có thể là dễ dàng nhận thấy được một cái mã QR code ở đây, mọi người có thể check. Khi mà mọi người sử dụng máy, sau khi mình cắm điện thì mình sẽ khởi động nút tắt ở đây và mình sẽ điều chỉnh cái giọt xương. Mình sẽ thao tác cho các bạn cùng xem luôn ạ. Sau khi mà chúng ta cắm điện rồi thì mọi người sẽ khởi động này. Chúng ta sẽ điều chỉnh giọt xương ở đây nhé. Mình có thể là điều chỉnh nhỏ hơn. Đây là mình đang điều chỉnh to ra. Cái độ xa của nó sẽ khoảng 5 đến 8 mét, phụ thuộc vào tốc độ gió nữa. Trang bị phần quạt gió ở ngay ở bên dưới này, nên là khi mà chúng ta sờ vào thì chúng ta sẽ thấy mát ở cái phần phía bên dưới. Khi mà chúng ta không sử dụng đến nữa thì mọi người lưu ý là lượng hóa chất ở bên trong thùng sẽ phải là hết. Và để mà kỹ càng hơn và sạch hơn thì sau khi mà chúng ta đã loại bỏ hết các hóa chất phun thì mọi người sẽ cho nước vào và mình sẽ phun một chút để dây tiêu bơm ở bên trong nó sẽ được sạch hơn và máy sẽ được bền hơn. Trong các cái lần sử dụng tiếp theo thì máy sẽ ổn định. Đây là một sản phẩm cực kỳ là hữu ích sử dụng cho phun khử khuẩn khử trùng trong các gia đình. Mình có thể phun được các hóa chất diệt muỗi này, diệt côn trùng, mối dán ở các cái công trình xây dựng, nhà ở, môi trường xung quanh gia đình chúng ta, nơi mà có nguồn điện. Một sản phẩm cực kỳ là hữu ích và giá thành thì kỳ là ok, trong tầm giá mà anh em chúng ta có thể có ra cái nguồn chi phí để sử dụng chiếc máy này. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là mua hàng thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 024-3838-3456 hoặc là truy cập vào website maymocviet.vn. Vinmark luôn luôn có những cái sản phẩm mà các bạn cần. Và nếu các bạn cần sản phẩm nào thì hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chào tạm biệt.